số 7 đang ngày chào toàn thể các bác nuôi ông Bật. Thì hôm nay đây là cái xưởng gia đình nhà em, thì mọi lần em cũng giới thiệu qua rồi. Thì hôm nay em làm cái mẫu thùng mới, đây là cái thùng kế này dành cho ông Lụ để các bác lên kế, các bác lấy mật ở bên trên. Thì đây là cái cầu kế. Cái cầu kế này thì em cũng xin giới thiệu qua một chút về cái kích thước của nó. Cái kích thước của cái cầu kế này thì nó là cái cầu 42, 16. Để khi các bác để bên đây này, để các bác lấy mật ở bên trên này. Thì đây là cái miếng gỗ đã được pha ra. Bây giờ em đi dọc cái tấm gỗ này ra và khoan lỗ để làm nên một chiếc cầu kế gửi tới tay các bác. Đây thì em đi ra máy trực tiếp tay em làm luôn. Đây các bác có thể thấy làm cái này thì nó rất chi là nguy hiểm. Các bác nào làm nghề mộc thì cũng biết rồi. Đấy, em sẽ pha ra những cái tấm như thế này. Pha ra tấm như thế này. Còn đây là một chú làm việc ở gia đình, là chú ấy sẽ khoan những cái lỗ như thế này và dọc cái và đóng lên một cái chiếc cầu. Làm cái này thì đến cái phần cuối này không đẩy được, lại phải dọc ngược lại như thế này để nó sẽ không bị vào tay. Đấy. Những cái chân cầu này thì được làm bằng gỗ keo hoặc gỗ xấu, những cái loại gỗ cứng. Và các bác làm khi các bác quay mật thì nó sẽ không bị văng của các bác, văng cái đánh tổ của các bác. Thì cũng đang trong giờ làm việc thì nếu mà có ồn quá thì các bác thông cảm. Cái nào gỗ sơ quá thì em cũng bỏ luôn. Ồ, rất chi là cứng. Đấy, các bác nào làm mộc rồi thì cũng biết đến nghề này nó nguy hiểm lắm. Xảy ra một cái là vào tay vào chân ngay. Đây là chú khoan này, đây là khoan lỗ. Đấy là cũng được chỉnh cữ rồi. Nó sẽ vào ba cái lỗ, nó sẽ vào giữa cái cây gỗ. Đây các bạn có thể thấy đây. Đấy, ba cái gỗ vào giữa này. Thì bây giờ thì em quay ra đây. Bây giờ đến tiếp tục cái phần em hoàn thiện cái cầu kế này. Bây giờ đến cái phần hoàn thiện. Thì đây các bạn có thể thấy đây là hai cái chân này. Đây là cái cái này thì đó là cái 42 này, cái đóng xong thì em sẽ đo chiều dài. Còn đây là cái đũa, ở địa phương em thì gọi cái này là cái đũa, các bác thì nhiều các bác gọi là cái thước dưới. Đấy, các bác có thể thấy đóng cái đinh 4 này vào thì nó rất chi là chắc này. Đấy, đóng vào cầu không thể xoay được. Đấy. Còn cái phần dưới để bắn cái đũa này thì là em sẽ bắn bằng đinh 3 phân này các bác. Bắn bằng đinh 3 phân thì nó cũng rất chắc rồi, bởi vì hai cái này nó rằng với nhau rồi. Cũng xin giới thiệu tới các bác, đây là cái cầu kế này. Khi em đóng xong thì tí em bắn nốt cái này là xong. Thì cái này là để vào đây này các bác này. Đấy, các bác để vào đây thì các bác lấy mật, bầu mật ở trên đây. Cái thùng này thì nó vẫn được làm bằng gỗ gạo. Cái tấm này, thùng này kích thước là 16. Đây từ đây là 16, à 18cm. Chiều cao, chiều rộng của cái này 18cm. Và chiều dài trong lòng nó vẫn là 42cm. Để sau các bác úp lên cái thùng như thế này.
đấy các bác đặt cái lưới tấm chắn chúa to ở đây các bác cúp lên đây đặt tấm chắn chúa các bác để ở đây thì con ong thợ nó sẽ trèo lên đây nó xây cái bầu mật ở cái cầu này. Bây giờ đinh luôn đấy hơi ra rồi. Cái này em chỉ bắn 2 đinh thôi. Đấy, khi các bác bắn xong như thế này thì đây, đó là chiều cao của nó là 16cm này. Chiều cao là 16cm. Còn chiều dài của nó là 42cm. Đây các bác có thể thấy này. Đặt vào đây. Các bác giải cái lưới tấm chắn chúa to ăn đây, các bác đặt cái thùng vào đây. Như thế này. Các bác để vào đây. Thì sau đây em xin lấy cái nắp, em cũng úp thử vào. Bởi vì nó làm trên cái mực thước ấy thì cái lắp nào cũng có thể úp được lên các cái loại thùng. Thì đây là cái thùng ghép, cái thùng này để gửi tới tay các bác đặt cái thùng ghép này bên đơn vị làm cho này. Đấy, thì các bác đặt vào đấy thì nó vừa vặn này, các bác có thể thấy quay xuống đây. Đấy, nó rất chi là bén này. Đấy, từ thành dưới thành trên đây. Đấy là các bác có thể lấy mật được ở trên đây và cái bầu rộng này thì chúng ta không đọc đến. Ôi, còn video ngắn thì em giới thiệu qua về cái mô hình bên kế và cái cầu kế. Xin kết thúc tại đây. Chào tất cả các bác.